dự án cầu rạch Miễu 2 ra sao sau gần 2 năm khởi công? Sau 2 năm khởi công, dự án cầu rạch Miễu 2 nối Bến Tre - Tiền Giang dần hình thành, hiện các nhà thầu gấp rút tăng mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ kịp đưa dự án hoàn thành vào cuối năm 2025. Theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải, sau gần 2 năm kể từ ngày khởi công ngày 28 tháng 3 năm 2022, đến nay, dự án cầu rạch Miễu 2 đạt 40,5% tổng giá trị sản lượng các hợp đồng đang thi công, đáp ứng tiến độ, huy động 26 mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ. Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đã chỉ đạo các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với các địa phương sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đạo đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, làm 3K, 4 kíp, tăng mũi thi công để nhanh tiến độ dự án. Theo ghi nhận, trên công trường dự án cầu rạch Miễu 2 trong những ngày đầu tháng 3 nắng ráo, các nhà thầu đã huy động tới công trường 26 mũi thi công gồm 10 mũi đường, 16 mũi cầu với tổng cộng hơn 343 nhân lực và 104 thiết bị thi công, các loại để tổ chức thi công đồng loạt trên toàn dự án. Tại gói thầu cầu 9 dây văng đến nay đã thi công xong 2 trụ neo, riêng trụ tháp B19 thi công đến đốt K15 trên 32 đốt, trụ tháp B20 thi công K16 trên 32. Dầm ngang trụ tháp B19 đang lắp thép, kế hoạch từ 6 đến 8 3 độ bê tông đợt 1, ngày 18 đến 20 tháng 3 độ đợt 2. Ngày 31 tháng 3 căng kéo, bơm vừa xong, trụ B20 đã đổ bê tông đợt 1 ngày mùng 1 tháng 3 được 80 trên 257 m. 3. Kế hoạch đổ bê tông đợt 2 ngày 14 đến 15 tháng 3, ngày 25 tháng 3 căng kéo bơm vừa xong. Tại gói thầu XL04 xây dựng cầu vượt sông Mỹ Tho và đường dẫn đầu cầu thuộc dự án cầu rạch Miễu 2 do liên danh công ty cổ phần xây lắp 368, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Đình An, sau gần 2 năm nỗ lực thi công, đẩy nhanh tiến độ, đến nay cầu vượt sông Mỹ Tho đã cơ bản sắp hoàn thành. Một chỉ huy tại gói thầu XL04 cho biết, hiện nhà thầu đang thực hiện thi công lao lắp nhịp 3, nhịp cuối cùng của dầm Super và công tác chuẩn bị của khối hợp long nhịp giữa cuối cùng của khối đúc hẳn cân bằng, dự kiến vào ngày 20 tháng 3 tới. Cầu vượt sông Mỹ Tho thuộc dự án cầu rạch Miễu 2, sau khi hợp long là điểm kết nối đầu tiên giữa tỉnh Bến Tre và Cồn Thới Sơn của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ghi nhận tại gói thầu XL05 xây dựng, đoạn tuyến từ km 8+281, km 12+900. Đến nay nhà thầu đã tập kết cấp phối đá dăm sẵn sàng, sau khi dỡ tải sẽ thi công ngay phần mặt đường. Riêng phần cầu nhà thầu đã thi công cơ bản xong cầu Ba Lai và cầu Tam Sơn. Một chỉ huy tại gói thầu XL05 cho biết, sau gần 2 năm thi công đến nay gói thầu XL05 đạt 61% so với kế hoạch. Phần đường đã hoàn thành đắp cát gia tải xử lý nền đất yếu, dự kiến đến cuối tháng 3 sẽ tiến hành dỡ tải. Mặt bằng còn vướng, khó thi công. Theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, dự án cầu rạch Miễu 2 có 6 trên 6 gói thầu đã tổ chức thi công. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã được 16,6 km trên 17,6 km, trong đó phía Bến Tre bàn giao đạt 98%, phía Tiền Giang bàn giao được 89%. Hiện dự án vẫn còn vướng mặt bằng. Cụ thể, gói thầu XL01, phạm vi dự án đi qua khu vực thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành. Tiền Giang, mặt bằng thi công không liên tục dọc hai bên đường DT870, dẫn đến việc tổ chức thi công gặp khó khăn và chậm trễ tiến độ. Gói thầu XL02, vướng mặt bằng, nhà thầu không thể kết nối cầu tạm vào bờ để đi từ đường DT864 đến trụ P17, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công phần cầu chính. Gói thầu XL03, hạn chế đường tiếp cận đến vị trí thi công trên công trường, để dự án thi công kịp tiến độ. Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận kiến nghị tỉnh Tiền Giang và Bến Tre sớm bàn giao 100% mặt bằng còn lại để đáp ứng tiến độ thi công, thời gian hoàn thành của dự án. Nỗ lực để dự án cầu rạch Miễu 2 về đích vào cuối năm 2025. Trước đó, vào ngày 27 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm đã kiểm tra dự án cầu rạch Miễu 2 và chỉ đạo phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian hoàn thành dự án vào cuối năm 2025 để người dân không còn cảnh khó khăn khi qua cầu rạch Miễu thường xuyên kẹt đường vào các ngày lễ, Tết, cuối tuần. Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các địa phương phải sớm tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, hoàn thành bàn giao mặt bằng cho dự án đến cuối quý 1 2024, tạo điều kiện các nhà thầu thi công kịp tiến độ dự án.